Đổ bê tông tại nhà anh Văn Long Biên, chung cư mini đây. Này hiện giờ là đang bơm đi mày, bơm nó kinh thế. Bơm cứ bơm lấy được cái này chết. Bơm này. Đó sụt ác ấy nha, sụt thế này đỡ bơm này, sẹt. Chả có tầm cao, nó chỉ giờ tí ở đây thôi, không sao đâu. Tầm cao ấy, tầm cao là nó có giờ. Đây là cái gì ở gần trước thì giờ tầm... Thôi, dừng lại đi, không đàn rồi. Tốt. Qua đi.